phải tiếp tục đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công ngay trong những tháng đầu năm 2023. Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức tại hội nghị thảo luận về khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 vừa diễn ra sáng nay. Cùng dự có lãnh đạo các sở ngành địa phương và một số doanh nghiệp liên quan. Theo báo cáo tại hội nghị năm 2022, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh là hơn 13,6 ngàn tỷ đồng. Tính đến ngày 31 tháng 1, 2023, giải ngân được hơn 10,2 ngàn tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch. Tỷ lệ vốn giải ngân của tỉnh đạt thấp so với chỉ tiêu do nhiều nguyên nhân. Theo đó, các đại biểu cho rằng một số dự án triển khai trên địa bàn tỉnh đang gặp phải những khó khăn vướng mắc như việc phân bổ vốn, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, công tác thẩm định giá, thẩm định thiết kế còn kéo dài, giá vật tư, nhân công, thiết bị tăng cao, việc thiếu hụt nguồn cung cấp vật liệu xây dựng và các vướng mắc trong việc bồi thường cây cao su dẫn đến kéo dài thời gian thi công xây dựng, thậm chí là vỡ tiến độ nhiều lần. Ngoài ra, một số công trình hoàn thành nhưng chậm khâu thanh quyết toán ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn. Trong năm 2023, Đồng Nai được giao chỉ tiêu hơn 12,9 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư công. Đến 17 tháng 3 mới giải ngân được 6,06% kế hoạch. Hiện công tác này vẫn còn chậm tiến độ. Trong số đó, vẫn còn một số đơn vị chưa triển khai giải ngân số vốn được cấp. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức đề nghị ngay từ những tháng đầu năm, các đơn vị địa phương, chủ đầu tư quyết liệt chỉ đạo, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công hơn nữa. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong hoạt động công tác năm, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu của từng địa phương, đơn vị trong công tác thi đua để phấn đấu thực hiện chỉ tiêu được giao. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu các sở ban ngành địa phương và chủ đầu tư phải tăng cường phối kết hợp để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục, giải mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Đồng thời cấp tỉnh phải thành lập các tổ công tác theo cụm để kiểm tra, giám sát và đôn đốc các đơn vị liên quan. Như vậy mới thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới đạt hiệu quả cao.